Hôm nay hội từ thiện ngã bảy năm chúng tôi đến phường Lã Hiếu phát các phần quà gạo và mì gói. Đây là những gia đình nghèo và bệnh khó khăn. Xin mời anh em vô phát cho bà con. Cảm ơn từ thiện ngã bảy. Dạ, rồi. Mời chú. Không nhận được gì đâu. Đẩy ra cho đẩy ra cho con cái đâu đâu đẩy qua Lương Văn Vũ. Lương Văn Đạo nữa. Đây một phần nữa nè. Năm. Năm người đó. Đây là bà con ở Lá Hiếu là bệnh và nghèo khó khăn chúng tôi đến phát. Vì bao nhiêu tuổi rồi? Tôi mấy chục tuổi, tôi thân không nhiêu tuổi à? Bị bệnh sao mà đứng? Bị bệnh nó đi không được, Vậy hả? Đây là Dương Hậu cũng thay mặt cho người nghèo phụ nữ Hiếu cũng cảm ơn chương trình này. Các hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ kịp lúc kịp thời. Mỗi một cái gia đình vậy là một phần gạo 100.000 và mì gói 65.000. À, cho Dương Hậu gửi cho gì? Dì có gửi lời. Dì gửi lời thông cũng cảm ơn nhiều. Dạ, rồi thôi chúc cho dì khỏe ha. Đây là những bà con mà xin mời. Năm người, rồi xin mời năm người khác vô.